Đây hôm nay sạc điện VinFast đây. Đi vào sạc về cả phải mất tiền để thu tiền mới đang miễn phí. Thu tiền bên bãi. Đấy, thu tiền bên bãi nhá. Ban ngày còn mất tiền chứ đừng nữa. Vâng. Thế thôi em lại đi chỗ khác em tìm chỗ khác em sạc. Bây trụ sạc bỏ không. Mua xe có rất là nhiều bức xúc các bạn ạ. Mua xe là được miễn phí sạc các bạn ạ. Và được cái gói đỗ xe miễn phí 4 đến 5 tiếng ở những khu vực hầm và khu vực bãi đỗ của Vincom các bạn nhé. Nhưng mà đây là cái ông bảo vệ ông vẫn là muốn kiếm ăn, muốn thu thêm tiền thì thực sự là cũng không hiểu các bạn ạ. Về phần nữa mình muốn nói đến là về phần lỗi màn hình các bạn ạ. Cái lỗi này là rất là cơ bản các bạn ạ. Đây là mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm để cho mọi người biết cách để khắc phục cái lỗi màn hình các bạn nhé. Đây là mình đi sạc gần đầy rồi nhưng không có cái bị lỗi màn hình cho nên là không hiện được cái nút dừng sạc để mình rút cái tàu sạc ra các bạn nhé. Đấy, đây là cái kinh nghiệm để mình chia sẻ các bạn nhé. Reset lại lên cái nút dừng. Các bạn phải làm quen với từ ngữ là reset lại màn hình các bạn nhé thì mới mong chạy xe điện êm được các bạn nhé. Cổng âm là phải lấy cái cơ lấy 10 để tháo ra. Mình mới đã sạc phải tháo được không? Đây lại đây rút được sạc. Phải là lắp được. Đã sang này tháo được cổng âm không? Lỗi màn hình, thế là không có cái nút để dừng sạc đấy, nó ấn được và dừng sạc. Ê, để đợi đây rồi, tháo cổng âm ra cả bình tĩnh. Chúng tôi đang sạc này tháo cổng âm ra được không? Tháo thì được nhưng mà nó không giải quyết được. Đợi này từ ngắt thôi. Để chỉ mấy phần trăm rồi. Đây là reset lại nhưng mà anh xe này chưa? Reset kiểu gì? Hai nút vô lăng ấy. Với không thể ấn có được đâu. Đã thể ấn phải hai nữa. Ấn phải 30 giây. 90 mấy phần trăm rồi nhé. Không rút được anh. Không rút được nó bị lỗi màn hình. Tắt đi reset xét không được. Đã đi xét mà không lên. Là đang tắm sàn cho reset. Để ấn ra cái nút. Phức tạp quá. Anh mở quá. Mở khóa đi. Ờ, sao tự nó khóa à? Chìa khóa vứt trong ý rồi, từ từ thôi. Để vứt rồi đấy, đi em vừa ấn kết thúc rồi. Vừa bẩn chìa khóa vứt trong này đi mà. Tưởng chìa khóa vứt ở trong này ông nó đóng cửa nó chốt thì về. Vứt trong đấy vẫn được mà, mở được mà. Mở được. Mở được không? Mở nó vẫn trong xe. Hoảng hốt quá. Đấy nhưng mà sạc tắt. Tôi ghi lại hình ảnh rồi, mai học.